Xin chào tất cả anh em trong nhóm lập trình PHP và các bạn yêu thích lập trình PHP thân mến. Ở hai bài trước thì mình giới thiệu các bạn là cái phần mềm sơ qua tổng quát phần mềm WeString Web Builder. Thì hôm nay mình sẽ xin giới thiệu tiếp. Phần trước chúng ta đã học về phần điều chỉnh form và căn chỉnh form các đối tượng theo các công cụ phía trên. Thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta điều chỉnh form, ta nhấp vào ấy thì chúng ta nhìn thấy là ở đây có các nút left, center, right, top, middle, bottom, bottom, width, high, size. Cái này cho anh em chúng ta rất là dễ để chúng ta căn chỉnh độ rộng khoảng cách của các đối tượng. Bài hôm nay thì tôi muốn nói về ứng dụng về form vào trong mã PHP ngay trên phần mềm này. Thì một điều đáng ngạc nhiên là chúng ta thấy là phần mềm này nó hỗ trợ con người ta một cách gần như là tối ưu hóa nhất. Bạn chỉ cần vẽ, kéo và thả và sinh ra mã. Và sau khi sinh ra mã PHP hoặc là HTML, CSS, chúng ta có thể căn chỉnh điều phối nó rất là tốt. Thế thì ở bài học này thì tôi đã trình bày các cách đặt form, rồi đặt hình ảnh, rồi header, footer, phần menu. Thế thì ở đây chúng ta cũng có thể chọn, đây chúng ta chọn thêm menu là đăng ký, đăng nhập, vân vân. Đấy, ta có thể là đăng ký này, đăng nhập, vân vân. Thế thì sau đó thì mình có thể chuyển sang những cái việc điều phối nó, đưa đường link vào. Ở đây tôi thêm một trang mới, các bạn chú ý nha, tôi thêm một trang mới. Trang mới này thì khi sinh ra nó trang 1 và tôi đặt lên phía trên để trang 1 này nó cùng cấp với các trang đây. Ở trang này thì tôi rename nó, tôi rename, tôi đặt tên là đăng ký. Sau đăng ký rồi thì tôi phải sửa thuộc tính của nó, đó là tôi sửa thành PHP và HTML thì tôi chọn phiên bản cao nhất HTML5. Phần thẻ meta các thứ thì các bạn cũng có thể chèn vào, đây là phần SEO, các bạn có thể SEO thoải mái trên này. Đấy, ví dụ ở đây index, ở đây tôi xem index đây nó là xem như nào thì tôi có thể copy phần nó, à chưa xem, vậy thì đăng ký, phần đăng ký tôi có thể đánh vào thẻ meta, như là tên tác giả phía trên, việt dán, vậy việt mối, việt côn trùng có hại. Các bạn có thể thêm rất nhiều từ vào đây nha, nó lên hàng trăm từ cũng được. Chúng ta chỉ cần copy xuống phần mô tả. Đấy. Còn phần phát sinh về trang web của họ, họ muốn giới thiệu phần mềm thôi, cũng không phải là một cái gì to lớn cả. Chúng ta có thể chọn chỗ này và nó sẽ tự động sinh ra chúng ta một cái thẻ meta. Bây giờ tôi sang phần trang này. Thì để mà đồng loạt được các giao diện của các trang theo cùng một style, tôi copy cái trang này sang. Copy, tôi copy tất cả các đối tượng nhé, các bạn chú ý. Tôi chỉ cần paste, copy và paste. Đó. Copy paste. Rồi, tôi làm lại. Cần chôn A này. Sau đó tôi vào home, tôi chọn copy. Tôi vào đăng ký là cái trang đăng ký đó. Tôi chọn paste. Đấy, ra luôn như này. Đúng không? Bây giờ tôi sẽ xóa cái form này đi. Ôi xin lỗi,
tôi xóa riêng cái form này. Đấy. Thì phần này để tôi làm một cái là gọi là đăng ký. Các bạn nhìn thấy là tôi di chuyển cái thanh công cụ xuống phần login, và ở đây tôi chọn là sign up, nghĩa là chúng ta hiểu rồi, đăng ký nha. Đấy. Thì chúng ta đã đưa được cái phần đăng ký ra giữa, tôi chọn cái này kéo dịch lên để cho nó khớp vào đây. Ok. Rồi, hoặc là các bạn có thể cho ra một chút, đúng không? Đấy, cho ra một chút. Rồi, ta có thể sau ta là đánh viền cho nó, vân vân. Ở đây tôi chọn property của container chứa cái biểu mẫu này. Chứa cái biểu mẫu này. Vậy thì lúc này thì các bạn nhìn thấy là nếu tôi thay đổi cái thông số trong flash container, ví dụ tôi đưa về flash start, tức là phía bắt đầu. Align tôi chọn là start. Thì cái này nó sẽ trôi về phía đầu. À, trôi về đầu. Hoặc là các bạn có thể thêm những đối tượng khác, chúng ta có thể đặt vào giữa. À, trong container như vậy. Tôi có thể đưa vào giữa là center. Center. À, thì nó sẽ ra giữa. Vậy thì bây giờ ta làm thế nào để tự nó lập trình được cho chúng ta? Thì tôi sẽ sử dụng là tôi chọn object property. Đây là sign up, riêng cái này là thuộc tính của form sign up. Thế các bạn nhìn thấy này, account activation là một cách tự động này. Avatar label là cái hình thu nhỏ tự động captcha. Có thì chúng ta sẽ có captcha. Không có thì ta thôi. Đấy. Vân vân. Thế thì xuống phía dưới. Xuống phía dưới thì chúng ta sẽ, và các bạn tiếp tục, chúng ta có thể thay đổi nhãn tên ở đây bằng tiếng Việt. Ví dụ như là chúng ta có thể là email đây thì chúng ta có thể là thay thư, đúng không? Thế còn dưới đây thì chúng ta có thể như là full name. Đấy. Các bạn có thể thay vào đây là tên đầy đủ. Đấy. Rồi tiếp theo là username người dùng. Các bạn có thể thay vào đây. Rồi mật khẩu thì các bạn có thể ghi là mật khẩu. Ở đây chúng ta đã để password. Tùy, nói chung là các bạn cứ tùy. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, đấy, đầy đủ thêm người dùng. Các bạn có thể thay là mật khẩu vân vân, chúng ta có thể thay vào to rộng ra một chút. Bây giờ chúng ta sẽ cho form tự động. Rồi. Sau khi đấy xong thì chúng ta làm một cái công việc như sau. Các bạn có thể thay đổi cỡ font chữ tùy nhé. Đấy, các bạn có thể thay đổi của font chữ là lên đến 13. Đấy, ok. Đấy, rất là to rồi, đúng không? Đó, hoặc là chúng ta cho xuống 12. Cho font chữ 12 nhé. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Đấy. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thao tác với cơ sở dữ liệu. Ở đây thì tôi có một cái cơ sở dữ liệu có tên là thực hành. Đấy. Thực hành gồm có mấy cái bảng. Đấy. Bảng admin này, bảng cho sẵn rồi. Thì chúng ta có thể thay đổi cái bảng này đi. Đó, ta chọn bảng này. Đấy, ta có thể xóa hẳn cái bảng này đi cũng được, mà ta để cũng được. Nếu mà các bạn xóa đi thì nó sẽ tạo mới, còn nếu không thì nó sẽ để.
Ví dụ đây tôi xóa bảng admin này đi. Đấy. Rồi. Bây giờ tôi mới tạo cơ sở dữ liệu tại đây. Các bạn chú ý nhá. Rồi tôi sử dụng này. User đây là tên của cái file chứa cái luồng dữ liệu, nhưng mà bây giờ tôi không dùng nó. Tôi dùng, ở đây là tôi dùng MySQL. Đấy, ở đây là data, hay là chúng ta tiếng Anh thì gọi là database name, chúng ta đặt tên là cửa hàng. Rồi password, ở đây là password ở trong cái localhost này của tôi nhé. Đấy, user này là Thành này, được chưa? Đấy. Mật khẩu là 1 2 4 5 6 7 8 ở đây. Đấy. Thế thì tôi sẽ đánh vào đây, tôi chọn là 1 2 3 4 5 6 7 8. MySQL chúng database là cửa hàng. MySQL thì tôi đặt tên là, à đâu, tôi vòng lại lên trên này một chút, tôi mở cái tôi mở lại để điền cho chính xác nhé. Anh em thấy là tiện không? Rất là ngon đúng không? Sướng. Công nhận là mình thấy là sướng. Đây thực hành. À, tên cơ sở dữ liệu là thực hành chứ không phải cửa hàng. Ok. Rồi tôi đặt tên lại là thực hành. Thực hành có một số cách. Đó. Rồi. Server tôi đặt là localhost, cái này tôi tự tìm hiểu nhá. Bình thường tôi chẳng biết điền nó như nào nhưng mà điền này nó mới chuẩn được. Bảng này, bảng ở đây thì tao có, tôi đặt tên là admin đúng không? Đây ta chỉ có từng này thôi, vậy thì ta sẽ cho là admin. Đấy. MySQL name database, MySQL name là Thành. Đấy. Thực hành này, mật khẩu này, data database name này, MySQL thực hành này. Rồi. Đấy. Rồi bây giờ nhá, chúng ta sau khi ấy thì chúng ta nhấp OK. Bây giờ chúng ta lại trở lại một chút để ta xem là ở dưới ngon chưa? Ngon. Ngon rồi. Bây giờ chúng ta có thể chọn vào đây, chúng ta xem chưa có đúng không? Đấy, chúng ta chọn đây. Đây chúng ta nhìn thấy không, cơ sở dữ liệu tạo mặc định cho chúng ta như này. Case table admin in null in auto increment, tức là nó tự động tăng vân vân. Ta nhấp OK. Nào bây giờ các bạn, tôi nhấp OK rồi. Bây giờ tôi chạy mỗi file đăng ký, các bạn nhìn nhé. Đăng ký. Ok. Đấy, đây là file đăng ký. Vậy thì ta sẽ dùng, lúc này ta dùng Z bên. Chúng ta sẽ khám phá phần mềm này nó tạo mã tự động như nào, và chúng ta cảm thấy là chúng ta chỉ thêm nếm thôi, thêm một file khác hay là thêm những cái gì chỉ báo khác thì chúng ta sẽ theo dõi bên trong lõi của nó. Phải nói là công nhận là phần mềm này rất hay, mà tôi nghĩ đó cũng là một cái cuộc cách mạng để mà anh em chúng ta mình cùng phát triển. Nhưng mà nói thế những người học front end thì họ cũng chưa chắc có người thích đâu, bởi vì có người thích có người không. Người thích thì thích nhanh thì là cho công ty nhanh, nhưng mà front end thì lúc này họ chỉ làm về thẩm mỹ thôi, còn để mà ấy thì tự nhiên nói chung cũng khó nói đúng không? Rồi bây giờ tôi xem quản trang nhé. Đăng ký đây, đăng ký. À
đăng ký của tôi là HTML, vậy tôi chưa đổi. Đó, tôi chạy lại phát nữa. Đấy. Rồi, tôi đổi lại thành PHP. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xem bên trong lại xem nó bị thay đổi không. Không thay đổi, đúng không? Rồi, tôi chạy lại nhé. Select Page Only, tức là chỉ chạy trang này thôi, nó không chạy trang khác, nó chỉ public trang đó thôi. Đấy, bây giờ các bạn nhìn thấy là đăng ký PHP đây. Wow, ngon chưa? Chúng ta thấy là ở đây nó không phải là hướng đối tượng, nhưng mà nó là một loại lập trình cấu trúc. Nhưng mà ở đó nó sử dụng là MySQL Server này, tên này, biến này, khai báo đây nha, khai báo tên MySQL User là Thành này, MySQL Password này 1 2 4 5 6 7 8 này, MySQL Table bằng Thành này, bảng tên là Admin này, Successful là cho chúng ta là làm ra một cái trang khác để nó thông báo là đã thành công đăng nhập. Đây là một cái message là nói về lỗi này. Rồi bây giờ các bạn nhìn nha, nếu Server Request bằng Post, có nghĩa là nếu như cái form có phương thức là post chứ không phải là phương thức get, và tồn tại biến phone name, tức là biến của cái tên của cái form, biến form name bằng size up là bằng tên, tức là tồn tại và bằng tên, cái này là nó tồn tại nhé, các bạn nhớ nhé, iset lệnh tồn tại. Rồi tiếp theo này, new user là bằng post user, tức là một tên mới. New email là bằng post email, new password là bằng post password, new confirm, confirm password là xác nhận password, new full name là lấy tên đầy đủ. Nào, bây giờ chúng ta xem tiếp này, lệnh nó làm thế nào. Nếu new password khác new confirm thì lỗi là nó báo cho chúng ta là xác nhận password không trùng nhau, có nghĩa là một ô password nhập trước và một ô password nhập xác nhận, đây hai ô này mà không trùng nhau là nó báo lỗi. Đấy. Và ở đây là so sánh chuỗi. Đấy, so sánh chuỗi là chuỗi password nó phải nằm ở trong những cái mẫu này. Còn nếu không thì chúng ta phải làm lại. Đấy là mẫu của nó như vậy. New user. Tiếp theo này. Nó cho phép chúng ta phải đặt tên. Tên tức là ở đây nha, chúng ta chú ý này. Ở đầu chúng ta biết là đây biểu thức chính quy. Và nó so sánh nếu tên của chúng ta mà phía đầu mà nó lại đặt tên là bằng số thì nó sẽ báo lỗi ở ký ký tự khác. Đây chúng ta nhìn thấy nó chạy từ A đến Z và từ Z đến 9, đằng sau có thể số được, đúng không? Đấy, xong tiếp tục là có từ 1 đến 50 lần ký tự gì đó ở trong cái hộp này. Rồi tiếp theo này, rồi new password cũng vậy, đấy là biểu thức so sánh nha, chúng ta chú ý so sánh, đây cũng vậy. Còn email, email ở đây thì nó cho chúng ta là phải có gì, nó phải nếu không phải, đây là không phải nhé, đấy không phải. Rồi không phải, đúng rồi, ở đây chúng ta nhìn thấy là chữ not, nó tôi không để ý đằng này. Đấy, đây là các biểu thức kiểm tra thôi, các bạn chỉ cần copy đi kiểm tra chỗ phần khác, ta tội gì ta ngồi ta gõ cho nó lâu, đúng không? Rất là ngon. Rồi ở đây chúng ta thấy này, phương thức truy cập hay là hàm truy cập vào database của chúng ta là bằng MySQL Reconnect chứ không phải là MySQL Connect hoặc là MySQL PDO. Đấy. Nếu không tồn tại cái này thì chúng ta ghi là nó không thể, nó báo chúng ta là fail to connect to data server. Còn tiếp theo là đây là cái này, lệnh này các bạn biết rồi đúng không? Select username form này xem nó có so sánh. Đấy. Where user bằng new này. Rồi. Nếu lỗi empty lỗi, tức là không có lỗi thì nó sẽ đầy lỗi đây. Lỗi đây là lỗi không không thể truy vấn được nha. Nếu truy vấn được rồi thì bắt đầu này.
Mã hóa password CryptPass bằng MD5. Đây là một loại mã hóa an toàn. Chúng ta có thể là mã hóa như là SHA, nhưng ở đây là MD5. Các bạn nhìn thấy đây. Insert này, chèn vào bảng Insert Table là admin. Tên, password, các thứ và biến. Đấy. Cuối cùng thì nó báo cho chúng ta là gì? Select new tài khoản. Message là bạn đã set up. Rồi tên, đây là nối nhá. Các bạn nhớ chú ý là message này là nối này. Nối có dấu chấm này. Khi nó gắn lên đây xong thì nó lại gắn tiếp vào đây. Tức là nó cộng chuỗi vào. Cái này là cộng chuỗi vào nhá. Anh em chú ý là đây là cộng chuỗi vào. Rồi. Đấy, nếu thành công thì nó gửi cho email. Gửi đây. String. Cái này là lệnh điều hướng trang. Chúng ta thấy là đưa về trang thành công. Và cùng là exit. Đấy. Và đây chúng ta thấy là có jQuery đúng không? Ok, xong, ngon. Ngon. Đấy. Bây giờ chúng ta chạy nhá. Rồi. Tôi sẽ copy này. Tôi lại vào đường dẫn lại của đây. Sau đó thì tôi set up lại đúng không? Rồi tôi set up lại cho đúng đường dẫn. Rồi bây giờ tôi thay cái trang này thành đăng ký PHP. Đấy, bài này cực hay các bạn ạ. Đăng ký PHP. Ok. Rồi bây giờ tôi chạy này. Ôi ngon quá đúng không? À cái này nó là chưa cho tụt xuống này, cho chiều cao này fix nó rộng ra. Tên đầy đủ tôi ghi là Trần Trần Văn Hùng. Đấy, ví dụ như thế. Người dùng là Hùng Còi. Hùng Còi chẳng hạn. Gọi là không béo mập thì coi coi đi. Password là 12345. Password 12345. Email email này thôi được, tạm vậy cái này. Đó, tôi tạo. Nó full name không đúng đúng không? Tên đầy đủ. À nó không cho chúng ta đánh rồi, không cho đánh ký tự có dấu Trần Văn Hùng. Đó, thì mình ghi là các bạn đánh tên không dấu đúng không? Hùng Còi. Password 12345. 12345. Ái da, nó báo gì đây? Header. Header. MySQL trả về thì đối tượng đăng ký dòng 52. Tôi xem dòng 52. 52. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem có cái có bảng nào không. Rồi bây giờ chúng ta xem này. À ta chưa tạo bảng. Rồi. Này chúng ta phải tạo cái bảng đã. Đấy các bạn thấy không? Chưa tạo bảng làm sao mà nó ra được. Ta copy cái này vào đã. Đấy. Sửa lỗi nha, ta copy cái này vào. Rồi. Ta sẽ chạy trong cái này, tôi chọn là query. Tôi chọn new query. Tôi chọn cần paste vào đây. Đúng không? Rồi tôi chạy. Thành công, đúng không? Bây giờ ta nhập lại nhá. Ok. Đấy, hay không các bạn? Cực kỳ hay. Rồi bây giờ tôi ra phép. Rồi. Trần Văn Hùng. Hùng Còi. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Rồi. À, bây giờ tôi chạy. Các bạn thấy
không báo lỗi nữa, đúng không? Nhưng nó báo này cổng 25 STM vân vân, gửi thư đây là không gửi được. Cái này thì chúng ta liên quan đến cái phần server và dịch vụ phía trên. Vậy thì chúng ta chỉ cần sửa ở phía dưới. Đó. Sửa dịch vụ dưới là không send email này nữa nhé. Các bạn không send cái này nữa. Đó, các bạn tắt này. Ok. Đúng không? Rồi bây giờ successful thì các bạn đưa về một trang nào đó, các bạn đưa vào. Các bạn đánh vào đây, chọn successful. Success page, đánh vào đây, cho vào đây. Thì bây giờ ta sẽ chạy lại một lần nữa để xem nó còn báo nữa nữa không. Đó. Ok nhá. Trần Văn Hùng. Hùng coi. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. Email đây rồi. Tạo. Ngon. Xong không lỗi. Nhưng mà nó không có cái trang success success đấy thì nó sẽ không về. Vậy bây giờ ta kiểm tra lại phần tôi chọn Navicase. Đó. Tôi xem đã có chèn hùng coi vào đây nhá. Tuyệt vời các bạn nhỉ. Đấy. Ngon. Ôi giời hùng coi. Trần Văn Hùng. Mật khẩu được mã hóa MD5. Email. Đấy, active vân vân. Ôi giời. Quá tuyệt vời luôn, đúng không các bạn nhỉ? Rồi nếu các bạn yêu thích bài học của mình thì các bạn có thể đăng ký hộ mình, tức là các bạn đăng ký theo dõi cho mình, giúp mình gọi là đưa đến nhiều bài học cho cộng đồng anh em. Tất nhiên là bài học của mình không gọi là xuất sắc, nhưng mà ở trong cái phạm vi của cái phần mềm này thì mình cũng chỉ giải thích, giới thiệu các bạn được tốt nhất thôi, những gì mình hiểu thôi. Còn trong cuộc sống này thì có rất nhiều người giỏi lắm, thậm chí có rất nhiều người mà mình phải ngưỡng mộ. Thế với những bài học mang tính chất gọi là mạo muội này thì mình muốn là anh em vui vẻ, có gì trao đổi với nhau, đừng ném đá mình nữa, nghĩa là cũng đừng ném đá, và cảm thấy là cuộc đời này chúng ta hãy cứ cho nhau đi rồi sẽ nhận lại. Tình yêu là như vậy các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.